Cô xin chào tất cả các con. Hôm nay cô rất là vui vì được gặp lại các con trong tiết học tập đọc. Cô và trò chúng ta sẽ cùng ôn lại những kiến thức đã học ở giữa học kỳ 2 nhé. Thông qua bài tập đọc, ôn tập. Bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa trang 95 và trang 96 cùng với cô nhé. Sau khi học bài này, các con sẽ hiểu được nội dung chính của các bài tập đọc đã học thuộc chủ điểm Người ta là hoa đất. Bên cạnh đó, các con sẽ ôn lại và biết đặt câu theo các kiểu câu đã học: ai làm gì, ai thế nào, ai là gì, để kể, tả hay giới thiệu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung chính của bài nhé. Đây là chủ điểm người ta là hoa đất các con. Ở hoạt động 1 thì các con sẽ ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng tuần 19, 20, 21 của chủ điểm người ta là hoa đất. Thế thì các con có còn nhớ ở tuần thứ 19 thì chúng ta đã học những bài tập đọc gì nào? À, chúng ta đã học hai bài tập đọc, đó chính là Bốn Anh Tài và Chuyện Cổ Tích Về Loài Người. Đây là một bức tranh rất là quen thuộc đúng không các con? Bức tranh này thể hiện trong nội dung của bài Bốn Anh Tài và đây là những nhân vật chính trong câu chuyện này. Các con có thể thấy là nhân vật đầu tiên đó là Cẩu Khay. Đây là Cẩu Khay các con. Nhân vật thứ hai đó chính là Nắm Tay Đóng Cọc. Nhân vật thứ ba đó chính là Lấy Tay Tắt Nước. Và nhân vật cuối cùng đó chính là Móng Tay Đục Máng. Qua bài tập đọc này muốn ca ngợi sức khỏe, tài năng, lòng nhiệt thành, làm việc nghĩa của bốn anh em nhà Cẩu Khay. Chúng ta sẽ đến với một bài tập đọc nữa của tuần thứ 19 nào. Đây là những câu thơ trong bài tập đọc này. Các con hãy đọc lại những câu thơ này với cô nhé. Trời sinh ra trước nhất, chỉ toàn là trẻ con. Trên trái đất trụi trần, không dáng cây ngọn cỏ. Mắt trẻ con sáng lắm, nhưng chưa thấy gì đâu. Mặt trời mới nhô cao, cho trẻ con nhìn rõ. Nhưng còn cần cho trẻ tình yêu và lời ru, cho nên mẹ sinh ra để bế bồng chăm sóc. Muốn cho trẻ hiểu biết, thế là bố sinh ra, bố bảo cho biết ngoan, bố dạy cho biết nghĩ. Rộng lắm là mặt bể, dài là con đường đi, núi thì xanh và xa, hình tròn là trái đất. Đây là những câu thơ rất là quen thuộc trong bài Chuyện Cổ Tích Về Loài Người. Bài tập đọc này muốn gửi gắm chúng ta nội dung chính là mọi vật trên trái đất được sinh ra vì con người, vì trẻ em. Do vậy, cần dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất. Tuần 20 chúng ta đã học những bài tập đọc nào các con? Đây chính là bài tập đọc Bốn Anh Tài tiếp theo và bài Trống Đồng Đông Sơn. Đây là những hình ảnh trong bài tập đọc Bốn Anh Tài tiếp theo. Ở bài tập đọc Bốn Anh Tài tiếp theo thì ngoài bốn nhân vật chính Cẩu Khay, Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tay Tát Nước, Móng Tay Đục Máng thì có thêm nhân vật nữa là Yêu Tinh, bà lão chăn bò. Ở bài tập đọc này muốn ca ngợi sức khỏe, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khay. Tiếp theo là bài Trống Đồng Đông Sơn. Đây là những hình ảnh rất là quen thuộc đúng không các con? Nội dung chính, bộ sưu tập Trống Đồng Đông Sơn rất phong phú, độc đáo, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Thế thì còn tuần 21 sẽ có những bài tập đọc nào? Đó chính là Anh Hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa và bài Bè Xuôi Sông La. Anh Hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa sinh năm 1913, mất năm 1997. Và được tác giả thể hiện rất rõ qua bài Anh Hùng Lao Động Trần Đại Nghĩa. Bài này muốn ca ngợi anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ của đất nước. Và một bài tập đọc nữa mà tác giả đã muốn gửi gắm cho chúng ta ca ngợi hình ảnh đẹp của thiên nhiên, đó chính là bài Bè Xuôi Sông La. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La
và sức sống mạnh mẽ của con người Việt Nam. Vừa rồi, cô và trò chúng ta đã nắm lại được những bài tập đọc thuộc chủ điểm đã học, đó chính là vẻ đẹp muôn màu. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng thư giãn qua một bài nhạc vui của cô nhé. Những giai điệu âm nhạc vừa rồi, phần nào các con đã có thể thư giãn và vui vẻ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ hai của bài nhé. Đó chính là ôn tập về các kiểu câu kể. Yêu cầu của hoạt động 2 như sau. A. Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường. B. Tả các bạn trong lớp, tính tình, dáng vẻ. C. Giới thiệu với giáo viên bộ môn về các thành viên trong tổ em. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại các kiểu câu kể nhé. Thế thì câu kể có mấy kiểu câu? Là những kiểu câu nào? Rất dễ dàng nha các con. Câu kể có 3 kiểu câu. Đó chính là câu kể ai là gì, tiếp theo là câu kể ai làm gì, và cuối cùng đó chính là câu kể ai thế nào. Quay lại đề bài yêu cầu nhé các con. Câu A. Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường. Thì để thực hiện và trả lời được yêu cầu này thì các con sẽ vận dụng kiểu câu kể ai làm gì. Câu B. Tả các bạn trong lớp tính tình dáng vẻ thì mình sẽ dựa vào câu kể ai thế nào. Và cuối cùng là câu C thì mình sẽ vận dụng câu kể ai là gì để giới thiệu với giáo viên bộ môn về các thành viên trong tổ của em. Bây giờ các con hãy thực hành luyện tập viết cho cô câu trả lời của những yêu cầu trên nhé. Cô tin chắc rằng qua gợi ý của cô thì các con đã viết được những đáp án của các yêu cầu trên rồi.
và những đáp án của các con sẽ phần nào lấp đầy được chiếc lọ tiếng Việt của cô. Bây giờ cô và trò chúng ta sẽ đến với từng yêu cầu. Yêu cầu A, kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường. Cô có gợi ý sau. Đến giờ ra chơi, các lớp háo hức xuống sân cùng vui đùa. Sân trường nhộn nhịp với những âm thanh của tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rã. Sân trường có nhiều nhóm bạn chơi các trò khác nhau như cờ vua, đá banh, nhảy dây. Riêng em cùng các bạn chơi đá cầu, em rất thích giờ ra chơi. Đối với yêu cầu B, tại các bạn trong lớp tính tình dáng vẻ thì cô có gợi ý như sau. Lớp em mỗi bạn một vẻ. Nam rất hoạt bát năng nổ, Trí là lớp phó học tập, bạn ấy chậm rãi và chín chắn. Bá Hưng rất hiền lành, còn Hải thì lém lĩnh nhất tổ. Thùy xinh xắn và dịu dàng, Lan sôi nổi, tháo vát. Tuy mỗi người mỗi tính cách, nhưng chúng em đều chăm chỉ học hành và đoàn kết với nhau, nên vẫn luôn được cô giáo khen ngợi. Yêu cầu C, giới thiệu với giáo viên bộ môn về các thành viên trong tổ em thì cô có gợi ý như sau. Em xin giới thiệu với cô về các thành viên trong tổ của em. Đây là bạn Sinh, bạn ấy là một cây toán cừ khôi. Còn đây là Phúc, học sinh giỏi môn văn. Bạn Dũng là ca sĩ của lớp. Còn em là Diễm, tổ trưởng tổ 2. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành yêu cầu của hoạt động 2. Các con hãy cho cô biết nào, câu kệ có mấy kiểu câu, là những kiểu câu nào? Câu kệ có 3 kiểu câu, đó chính là câu kệ ai là gì, câu kệ ai làm gì và câu kệ ai thế nào. Các con hãy vận dụng các kiến thức vừa học để hoàn thành phiếu bài tập và chuẩn bị nội dung bài sau, đó chính là bài ôn tập nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con nhiều sức khỏe và học giỏi nhé. Cô chào và tạm biệt các con.